Hello, chào thấy anh em đam mê bay chim ha. Hôm nay mình tiếp tục quay cái mẫu máy băng cho anh em tham khảo nữa ha. Có anh em nào cần máy băng á thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình để lên trên màn hình đó anh em. Đây là cái máy của ông anh, ông ở Cần Thơ nha anh em. Ông gắp mình một cái nè. Giờ sẵn dịp mình quay cho anh em nghe và tham khảo luôn ha. Giờ mình mở tiếng cấm nấm trước nha anh em. Cái này là cũng nấm què nha anh em, cũng nấm hồi xưa. Nó kêu nhanh vậy đó anh em, chứ nó không có kêu chậm. Muốn chậm thì mình chỉnh chậm thôi. Cái này là cúng nấm hồi xưa nha anh em, chứ không phải là cúng nấm mới nha. Cúng nấm này là cúng nấm hồi xưa tới giờ, mười mấy năm rồi anh em. Thế còn này mình chỉ sang ra thôi nha, sang ra thổi thôi, chứ còn còn gốc ở nhà. Mình đang sang băng này anh em. Cái này cái máy của mình đó, nó có chống ngược cực nha anh em. Giờ nó đang hát đúng không, mình sẽ kẹp lộn cho anh em xem ha, mình kẹp ngược cho anh em coi luôn ha. Máy không có hoạt động nha anh em, không ảnh hưởng gì tới cái máy hết trơn nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó chạy nè, lỡ anh em mà có kẹp lộn đó, thì nó cũng không sao nha anh em. Rất tiện cho anh em xài ha. Giờ mình sẽ thử con ốc cao nha anh em. Ốc cao ba con. Anh em xài ốc cao thì anh em đóng bát lại hết nha. Công sức rất là lớn nha anh em. Anh em thấy mình dặn lên có tí gì là ra lớn rồi nè. Là chậm lẹ nha anh em.
Em nào cần thì cứ alo ha. Máy mình có thể đánh được đa năng nha anh em. Mình chưa có chỉnh đầu từ luôn nha anh em. Mình đúc vô đại luôn. Anh em xài cũng đúng thì anh em hạ chép lại hết. Nhích lên tầm khoảng 2-3 thôi. Cái máy của mình nha anh em. Còn máy anh em thì không biết. Còn bass thì anh em nhích lên một tí. Có miếng khù là được. Cái con cung nấm này là cung nấm què nha anh em, cung nấm hồi xưa chứ không phải là cung nấm bây giờ đâu nha. Cái con này mình cầm thổi cũng 8 9 năm 10 năm gì anh em, còn ông già mình cầm cũng tầm khoảng cỡ mười mấy 20 gì nữa. Nói chung ra cũng lâu đời lắm rồi cái con này. Cái tiếng nó hơi dập rồi anh em. Tại vì lâu quá. Cái cung nấm này nó kêu nghe thấy ghét vậy đó anh em. Do ở trong nhà to nó dội lại anh em nghe nó hơi dội dội. Ở ngoài thì nó nghe rõ hơn. Cái cung nấm này ít có ai cầm thổi lắm anh em. Tại vì nhầm người người ta đưa vô thổi người ta chỉnh không quen nên cũng khó chỉnh. Cái cù này thật ra nó kêu là nó nhanh lắm anh em, nó thúc cái từ tum tum của nó lên rất là nhanh. Con này là vụ đông sưng anh em. Tháng 2 á. Ở bên mình thường thường mình đánh tháng 2. Đa số là đánh tháng 2 là cái con này là đỉnh luôn á anh em. Đâm con nào con ấy chống chà bá không. Chống mà chống mồng lơi 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 cũng đâm luôn á anh em. Con này nè. Kêu vậy đó nè. Còn cái này cái máy của mình nè anh em. Mình làm xong rồi nè anh em. Bữa cái máy mình quay cho anh em xem á là cái thùng mà 8 cái anh em. Bây giờ mình mới gắp xong nè anh em dòm. Tối nay ra chiến thử nha anh em. Để coi có gì không. Lúc này sáng trăng này cũng đánh không hết máy đâu nha anh em. Mình có chế cái công tắc nè, hai bên. Khi mà bật lên á là xài một bên. Bên đây bật lên bên đây xài bên đây, bật lên bên kia xài bên đây. Đó. Kẹp chung á, thì kẹp á, thì mình xài có một dây một một kẹp à, một cặp một à. Đây một dây nguồn nè anh em, rất gọn ha anh em thấy không. Cái này là cái thùng của mình nha anh em, 8 cái chuẩn bị đầu ngày chiến nè anh em. Thôi video mình quay đến đây kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video và cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ mình một thời gian qua ha. Chúc anh em bẫy thật nhiều chim nha. Còn anh em nào muốn Zalo thì số điện thoại trên màn hình á, kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp. Mình xài số 9 nha anh em. Rồi chào anh em ha.